Hello, xin chào các đồng chí, anh chị, các bạn thân mến của Lệ Minh. Hôm qua có người hỏi mình về vấn đề thuế má bên Mỹ đóng mà trả làm sao. Anh chị, các bạn biết cái thằng chính phủ Mỹ này nó không phải Việt Nam. Thằng Mỹ này nó là cái thằng nó rất là cáo già. Nhiều khi những cái thành phần mà chống cộng, những thành phần mà họ phái Mỹ, họ cuồng Mỹ, họ chỉ nhìn ở bề ngoài thôi. Họ thấy cái gì họ cũng phái chứ. Mê cái hay của thằng Mỹ là nó marketing. Nó marketing làm sao là nó làm cho những cái dân khác tới Mỹ này họ mê, rồi họ đâm đầu vào trong đó, rồi bắt đầu cuộc sống của họ tắt tần tật, và họ sẽ trở thành những cái cỗ máy, những cái người robot, những cái người máy robot biết đi gì thôi. Các bạn thấy ở Việt Nam mà mua đồ, ý là mua trên mạng nha, là phải đóng mua có 9 đồng, mua 10 đồng, 9 đồng mấy gì đó, 9 đồng 9 mấy, phải trả 60, 9 đồng 99, phải trả 63 xu tiền thuế. Ở Việt Nam mà, nhà nước Việt Nam mà lấy thế kiểu này là, các bạn nghĩ đi, dân nó xuống đường, xuống đường nó biểu tình, dân họ xuống đường họ biểu tình, và mấy cái đám chống cộng ở hải ngoại nó bắt đầu nó khóc thuê. Các bạn thấy, anh chị có cái gì thấy, đó là lý do tại sao thằng Mỹ nó lấy được cái tiền thuế của dân, cho nên nó phung phí và nó xài. Nhiều khi những cái thành phần mà họ không hiểu về cái nguồn máy, cái bộ máy chứ chính quyền của thằng Mỹ, họ không hiểu, họ nhìn bề ngoài thì họ mê lắm. Nhưng mà khi nó bước vào sự thật rồi, anh chị các bạn biết, nó rất là khủng khiếp, nó bị dân dữ lắm. Nó lấy đầu này, nó đắp đầu kia, và nó thao túng lẫn nhau. Bộ máy chính trị của nó bị chi phối bởi những cái nhóm tài phiệt. Như các bạn thấy cái bà Sandberg là CEO của thằng Facebook, nó gọi là Meta đó. Nó ăn no rồi, bây giờ cái nó từ chức. Nó thấy Facebook bây giờ nó bị rất nhiều những cái nan đề, bắt đầu nó từ chức. Đấy, nó giao lại cho thằng khác, bắt đầu thằng khác tìm cách sửa đổi lên, bắt đầu nó thao túng lẫn nhau. Chết là những cái người mà họ cuồng vào trong đó, như những người mà họ mê muội, họ mua chứng khoán đồ này nọ. Các bạn thấy cái thằng Mỹ này, sống với nó mình phải biết, mình phải hiểu về cái mô hình xã hội của nó. Chứ còn mà cứ qua xứ người ta rồi cứ cầm củi đi làm thì cuộc đời của anh nó cứ vậy là không vậy. Tại vì cái cuộc sống hành chánh mà, phải làm, phải cài, phải lao động đủ mọi thứ hết, rồi đóng thuế. Cái chuyện mà thuế má, thuế lợi tức, những người nào mà đi làm cho công ty đó, anh chị các bạn, làm cho những cái công ty mà nó có payroll, là nó có hệ thống về tài chính bên human resource, thì nó sẽ lấy tiền, nó lấy tiền thuế, nó lấy thẳng. Anh làm một tháng anh lãnh lương là nó cứ lấy thẳng trong cái tấm ngân phiếu, mà nó lấy thẳng ra. Còn mà thế rồi nó có phí nữa, thế chồng thế rồi phí chồng phí, nó chồng với nhau. Chính vì vậy mà thằng chính phủ Mỹ nó lấy được cái tiền thế vậy, cho nên nó chi tiêu đủ thứ, rồi nó chi khi nào mà nó hâm hụt á thì bắt đầu nó phải đi vay nợ. Đấy, nó vay nợ, hay nó vay càng nhiều nợ đó thì bắt đầu nó phải tăng thuế. Nó tăng thuế lợi tức, nó tăng thuế gọi là sales tax, rồi nó tăng những cái phí lên, những cái dịch vụ của nó đều tăng hết. Nó đánh vào trong cái đời sống của những người dân mà lao động phổ thông Mỹ, chứ không phải như Việt Nam đâu anh chị các bạn. Nhiều khi ở Việt Nam mà tôi nói mà lấy thế kiểu Mỹ là dân mình chịu không có nổi đâu, tôi nó bảo đảm. Mà cái người Việt của mình khi họ qua Mỹ rồi, ở Việt Nam thì họ than trách đủ thứ,
Mà khi qua được Mỹ rồi là là họ cứ tất tần tật phải lao lực vào trong cái cuộc sống của họ. Họ cầm cụi, họ làm. Nhiều khi pháp luật đâu cũng vậy nữa. Để lúc nào tôi rảnh tôi sẽ chia sẻ cái đề tài mà tôi hứa tôi sẽ phân tích để anh chị em các bạn thấy về vấn đề mà gọi là ngáo quyền lực. Cái đề tài này khá hay. Chào Hà Kim, chào quý ông bà anh chị em các bạn trong diễn đàn. Thành ra cái thằng Mỹ này nó là hợp chủng quốc mà. Nó muôn màu, muôn hình, muôn mặt. Hằng mặt người nào biết khôn thì sống thôi, còn dại thì cứ lao đầu vào trong cái mô hình xã hội của nó. Đó. Rồi cuối cùng mình trở thành, nói hơi quá đáng, mình trở thành những người giống như là nô lệ vật chất nó. Nó biến mình trở thành những cái công cụ của nó. Hằng tài phiệt Mỹ mà. Nó là như vậy thôi. Cho nên những cái tụi mà xuyên tạc chống phá đất nước ở trên không gian mạng, tụi nó rất là ngu xuẩn. Những thành phần gọi là lao nô mà. Nó đâu cũng có nắm hiểu hết được những cái mô hình và luật pháp của thằng Mỹ đâu. Mỹ nó có cả một cái rừng luật rất là khủng khiếp. Đụng vô là cái gì cũng luật. Nó áp dụng và nó răn đe trong cái đời sống dân sự. Còn bọn tài phiệt thì tụi nó lách đi. Tại vì nó là dân, gọi là nó cầm luật trong tay nó mà. Và nó hiểu cái cuộc chơi của nó. Cho nên nó lách luật rất là giỏi. Và tụi nó có những cái đội ngũ luật sư. Rất nó trả tiền. Rồi nó thuê để đặng mà giúp nó lách luật. Còn mà dân mà lao động phổ thông thì cứ tất tần tật thôi. Thì mình like ở đây, mình xin dừng lại nói về vấn đề thuế để chúng ta hiểu thêm về cái hệ thống thuế má bên Mỹ. Vâng, Hà Kim, mình cũng bận rộn, nhiều khi thỉnh thoảng có rảnh rỗi tới đâu thì chia sẻ tới đó thôi. Thì chào Hà Kim, chào quý bạn chị các bạn trong diễn đàn nha. Bye bye.